tubeless tires for safer and more reliable. And of course, as you all know, they are more easier to repair. Then we have here B. Where is B? B's here. She's the marketing coordinator. Rồi sau thời gian briefing tại khách sạn Vidara thì đoàn gồm 10 người tham gia cái hành trình khám phá tam giác vàng Duca bằng Ducati Desert S đã có mặt tại nhà hàng The View Village. Ở đây đoàn sẽ ăn tối, anh em thấy này. Đồ Thái khá là ngon. Cá cũng khá dễ ăn đấy, dễ ăn đồ Việt. Và nó hơi là lai của món ăn của Trung Hoa nên như anh em thấy này. Quá ok. Nói chung là nếu mà các bạn anh chị em biker mà từ Việt Nam sang có thể đến Chiang Mai. Chiang Mai thì các bạn có thể đến cái nhà hàng The View Village. Hai món này khá là ngon này chấm. Món này giống như là canh súp Thái như tôm dùm. Kiểu như tôm dùm ha. Đây đoàn anh chị em biker tham gia hành trình thì 10 người đến từ các nước như là Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Đây anh Hàn Quốc đây. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục ăn đây anh em. Rồi vừa mình đã dùng cơm tối, dùng bữa tối với các anh chị em đoàn Ducati Desert S. Đây anh em, rồi chân sẵn đằng kia luôn. Thì ngày mai sẽ khoảng hơn 10 chiếc sẽ đồng hành cùng với Ducati châu Á. Đây thực tế ngoài này rất là đẹp luôn. Nhìn nó đã lắm, mướt. Nó có nét gì đó, nó hoài cổ nữa. Vừa hoài cổ mà nó có nét gì đó, nó những cái đường nét nó đơn giản là nó hướng cổ tương lai, nhìn khá là hay. Đặc biệt bình xăng cũng thiết kế lệch một bên là rất cổ điển nè, bình xăng 21 lít nè. Và cái nó có phụ kiện hai bên nữa, nó ốp cái có bình xăng phụ kiện đồ chơi, anh em ốp bình xăng phía sau thêm 8 lít nữa là cho đi bao đi luôn ha. Đây động cơ Testa Stretta V2. Đây có mỏ cày luôn nè. Thì ở đây soi sơ đó, hiện đang tối mới rainbow đồ. Off-road thì rất là nhiều chế độ lái. Rồi thì ngày mai là sẽ bắt đầu ngày đầu tiên. Tour này khá đặc biệt là được rút gọn lại là chỉ có 4 ngày thôi. Nếu mà các bạn mà tham gia đăng ký tour, những cái tour sau này do Ducati tổ chức á là sẽ tới 6 ngày lận. Nên cái tour mình đi tour lần này bào khá là rác, một ngày bào khoảng 400, trung bình là 400 cây, giống như là anh em đi Sài Gòn, Nha Trang mỗi ngày vậy đó. Thì mình nghĩ với cái đường xá Thái Lan thì nó đường khá đẹp, rộng, ít xe rồi thì bào, mai đoàn đi sẽ nhanh. Thì dự kiến là mai 8 giờ hơn xuất phát thì 4 giờ sẽ đến điểm dừng chân đầu tiên trong ngày. Đây, mình cùng mình soi qua ha. Đây các anh chị em sau khi cái quán này là nếu anh em có đi Chiang Mai thì các bạn có thể đến quán View Village, đồ ăn khá là ngon, có món tôm dùm khá là ok, ngon, đánh giá là ok, ngon, quán mát mẻ, sạch sẽ, thoáng, rộng, đó mấy cái đèn đổ trong rất là đẹp. Rồi đây nhân vật chính ha.
Về ngoại hình thì mình đánh giá là đẹp đó anh em. Đẹp à, nhìn nó không có chán à, không có bị lỗi thời theo thời gian, bởi vì nó được thiết kế theo hoài hướng hoài cổ và có lẫn pha cái gì đó của tương lai. Nên là mình nghĩ về anh em lên đồ, lên tem này nọ nó rất là đẹp. Lên thùng nữa ha, lên thùng mà còn ngon nữa à, có sẵn món gầy luôn nè. Rồi ok, giờ mình sẽ cùng đoàn trở về khách sạn. Đây hồ nước. Mình sẽ cùng đoàn trở về khách sạn nghỉ ngơi và sáng mai sẽ tập trung lúc 7 giờ rưỡi xuất phát qua cái showroom của Ducati tại Chiang Mai các bạn, là DAS Asia, DART Asia Ducati. Họ giống như là showroom tại showroom Việt Nam tại Hồ Chí Minh hoặc là showroom tại Hà Nội đó. Họ là cũng một dealer chính hãng luôn. Thì ở đó sẽ có sẵn dàn xe Desert X, sẽ cùng các anh chị em biker tại châu Á này sẽ chinh phục hơn 1.000 cây số, khám phá tam giác vàng. Thì địa hình phần lớn là đường đèo, đường nhựa nha, đường đèo, đường nhựa. Và có một cái khúc lúc nãy mình nghe là khoảng hơn 4 cây số là đường off-road đó. Bụi, toàn bụi đất không à, đất cát đồ. Thì cái đó cũng là một cái đoạn để thử sức, mình sẽ thử sức cái mẫu Desert X này. Rồi chi tiết về xe cũng như là trải nghiệm và những cái đánh giá của mình về cái mẫu này các bạn cùng đón xem tiếp theo nha. Mình sẽ cập nhật liên tục trong cái chuyến đi. Đấy, thì theo mình biết thì tại Việt Nam Desert X cũng đã có mặt tại showroom Ducati Hà Nội lại showroom Ducati Hồ Chí Minh rồi. Và giá thêm biết, giá hiện tại thêm biết là 598 triệu nha các bạn, giá dự kiến. Còn giá chi tiết thì anh em có thể đến trực tiếp showroom để được tư vấn nha. Thì thêm biết cũng đã có người cọc rồi. Rồi các bạn cùng đón xem nha. Xin cảm ơn và chào các bạn.